Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là cây cấu hình B15 Wilson FN phiên bản là cụ bát, cụ chép là từ thường và từ neo. Cụ bát là cụ neo với 14,5 châm neo bi và cụ chép là sử dụng 5 châm là ferris với công suất lần lượt là 45W khởi chạy và 450W khởi chạy. Đó. Đấy, các bác nhé. Với cơ cấu hình B15 này thì mức giá nó đâu đó khoảng tầm trên 14 triệu. Phiên bản này thì em cũng nói luôn ý, là nó rất là đắt bởi vì hàng phiên bản đặc biệt và cũng như là cái phiên bản giới hạn cho các bác nhé. Sử dụng những linh kiện rất bình thường thôi nhưng một cặp loa thì em phải xơi được gần 2 triệu để còn lấy kinh phí mà bảo hành cho các bác. Còn nói luôn là những cái cặp loa như thế này em làm nên là em nói luôn là khẳng định được là người Việt Nam làm rất giỏi, cũng như là các thương hiệu nổi tiếng ở Việt Nam cũng đang mới nổi. Ví dụ em xin mượn tên các hãng như sau: một là Phil Acoustic, hai là PSD, ba là G-Sound, bốn là V-Acoustic, và năm là Victory, và sáu là nhiều thương hiệu khác mà em không tiện kể tên ở đây. Thì những cái loa họ làm ra thì thường thường giá nó cũng không được rẻ lắm, bởi vì thứ nhất nó còn gánh một là thuế này, hai là đăng ký thương hiệu bản quyền này, ba là hỗ trợ đại lý cấp 3, cấp 4 này, và cái cuối cùng là 4 là bảo hành và chăm sóc sau này. Thì bên em là sẽ rút gọn được hai cái đoạn đầu, một là thuế mình đăng ký thương hiệu thì em sẽ là có trách nhiệm là hỗ trợ đại lý cấp trên cấp dưới và bảo hành cho các bác, cũng như là hỗ trợ chăm sóc các bác lâu dài về sau này, thì nên mức giá như thế. Còn đây các bác xem này, cái cấu hình loa này đang sử dụng cụ nó bass rất là cao cấp Cine, cụ bass Cine nhá, 15 NF 300S. Cụ bát này là có công suất 450W, công suất khởi chạy, công suất chương trình là 900W. Với củ check này công suất khởi chạy là 45W, công suất chương trình là 90W. Và mạch crossover này không phải là mạch này cắm vào loa này là được ngay, mà mạch này là sẽ được cân chỉnh để gọi là matching cho nó khớp với cái loa, để khớp lại với loa, cho giải bát, giải tép làm sao nên được cái âm lượng nó vừa phải, cân bằng được âm lượng vừa phải và ra được cái chất đặc trưng của một cái hệ loa rất là lạ, và các bác sẽ không tin là nó làm được cái việc mà nhiều cái loa khác không làm được đâu. Với cấu hình B15 này các bác có thể xếp chồng lên nhau nhân 2, nhân 3, nhân 4, nhân 5, nhân 8 cũng được. Có cái là các bác nhân 8 lên thì cần phải có dây chằng hoặc là đai điếc giữ nó thật là cẩn thận. Đấy thì mới nhân 8 được. Còn thường thường nhân 4 lên thôi là trình vênh lắm rồi, bởi vì có một cái thùng này nó cao đâu đó nó khoảng tầm hơn 70cm một tí, gần 70cm. Đó. Nên là các bác mà chơi thì mà nhân 8 lên cũng hơi căng. Nên là chỉ nhân 3, nhân 4 thôi nó khá là hợp lý. Thùng vuông. Loa F15 mà các bác chơi solo ngoài trời thì các bác sẽ đi cùng với những hệ thống loa súp khá là khủng. Ví dụ như là E28 này, khá là khủng rồi nhá. Hoặc là các bác muốn điều kiện hơn thì các bác sẽ kết hợp với các dòng như TH thì nó hay hơn nhiều. Còn nó gọi là khá hợp với các dòng như mini scope này, gọi là khá hợp này. Đấy, thì bây giờ em sẽ quay cho các bác xem là cái phòng kèn phía nắp loa nhé. Đây này em sẽ lắp vào, lát nữa sẽ đo và sẽ khớp sau. Quay cho các bác xem cái cấu hình nội thất của loa đã. Đấy, đây là cụ nó bát. Cái loa này là sẽ có lưới nhá, con lưới bảo vệ, nhưng mà lưới thì em chưa bê ra đây, tí nữa sẽ bê ra và lắp sau. Sau khi lắp lên thì em sẽ mời các bác nghe được. B15 FN phiên bản đặc biệt 2024, và sẽ có những phiên bản cao cấp hơn nữa, sẽ có những phiên bản đặc biệt hơn nữa, cũng có thể là sẽ sử dụng, em cũng có thể là sẽ nên một cái phiên bản limit, tức là phiên bản giới hạn đặc biệt, sẽ sử dụng củ bát, củ chép của Hewell, sử dụng củ loa là côn 102 tầng côn và củ check là côn 44 loại cao cấp nhất của Hewell, thì nó sẽ cho ra được cái sound tiếng hay hơn nữa, và nó cũng khá là kén chọn với túi tiền của các bác. Một cặp đó nên nó đâu đó khoảng tầm trên 16. Với một 340 mới tép kèn bình thường thôi mà trên 16 thì nó thật ra là giá rất là cao. Còn các bác mà muốn tiết kiệm được vài triệu thì các bác mua thùng về, phân tần về. Thùng em bán đi theo phân tần là bán theo kiểu như thế này, cả thùng cả phân tần như thế này, thì hiện tại bên em đang bán là 4,2 triệu một bộ nhé. 4,2 triệu một bộ cả thùng cả phân tần và bao ship cho các bác. Đấy. Còn lại các bác về tự mua loa, về tự nghiên cứu thì các bác sẽ đỡ được công nghiên cứu. Còn bên em làm những cái dòng này em mất nhiều tiền vào nghiên cứu rồi, em phải lấy lại bằng cái công sức làm sao nó hợp lý và hợp lý nhất có thể. Còn
còn các bác nào đại lý nào mà muốn lấy hàng như em nghiên cứu về và bán thì các bác sẽ được cái mức giá bán ra bằng giá em bán và các bác vẫn có hoa hồng, em nói luôn nhé. Bán ra bằng giá bán bằng giá bán nhẹ và các bác vẫn có hoa hồng. Đấy. Thùng thì bên trong đây. Đợt này em cải tiến là sẽ lựa chọn cái vật liệu tiêu âm là trứng. Bây giờ thì có hàng rồi nhá. Đợt trước là mấy anh em chặn không có, có nhưng không cho lấy. Đấy, chặn không cho làm. Bây giờ thì lấy được rồi. Bao nhiêu cũng có. Bông trứng này thì vài trăm sợi, vài trăm tấm rồi. Và thùng này nó có một lỗ cọc ở dưới này. Các bác có thật có thể là đặt đánh chip box chân điểm hoặc là các bác đặt lên trên cái thùng thôi. Tùy. Đấy, với cấu hình này thì em tự tin cho các bác là nó kêu rất là to. Còn là một số phiên bản chuyên dùng cho event night show hay là touring chuyên nghiệp thì nó sẽ sử dụng như vật liệu là màng loa chống nước. Còn màng này thì vẫn ưu tiên là có thể chơi solo trong nhà, không cần chạm cũng có thể chơi được. Rồi không đinh tinh đến thiên nhé, em lắp lên và test thử sau tiếng nhạc nên là các bác cùng nghe thử.